Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em đề kỹ năng về hệ thương lượng trong đa vuông nha các em. Vậy thì em quan sát vô bài tập. Vậy thì em quan sát vô câu đầu tiên ha. Đề cho nè. Cho đánh giá ABC vuông tại A. Bắc AB bằng 6, AC bằng 8. Đường cao AH. Cho A tính BH, CH, AH và tính góc B, góc C ha, và còn góc C nữa ha. Vậy trước tiên tôi vẽ hình cho em trước ha. Tôi khuyên các em nên vẽ tam giác vuông nằm nha các em. Đó, vẽ như vậy nè. Cũng không cần tuyệt đối đó, vẽ đúng tuyệt đối tỷ lệ nha các em nha. Đó. Rồi. ABC. Vuông góc được nha. Đường cao AH. Vẽ hình vô ký hiệu vô giùm tôi. AB bằng 6, AC bằng 8. Ồ, có hai cạnh nó vuông thì tự động phải nghĩ mình sẽ tìm được cạnh huyền. Đúng không? 6 tháng 10 chứ, đúng không? Chắc anh BC là 10 rồi. Vậy thì đầu tiên người ta hỏi cái gì? Câu 3 nè. Người ta yêu cầu tính BH cơ em. Muốn tìm BH này em. Em nhớ nè, khi đếm cạnh có rất nhiều cách đúng không? Nhưng mà đầu tiên các em cứ ưu tiên nè. Đầu tiên định lý Pythagore được không? Không thôi sử dụng 4 định lý. Nha, 4 định lý trong đó. 4 định lý về hệ thương lượng trong đa vuông á, đúng không? Bình phương cạnh đa vuông mà tích cạnh huyền với hình chiếu của nó đúng không? Bình phương đường cao mà tích hình chiếu. Đúng chưa? Bình phương đường cao ứng với cạnh huyền đó nha, bằng tích hình chiếu. Rồi còn 2 định lý nữa nha. Nhưng mà ở đây em quan sát nè, có 6 có 8, các anh tôi dùng Pythagore tìm được BC chơi. Rồi, có BC tôi sẽ dùng định lý 1, bình phương cạnh đa vuông bằng tích cạnh huyền với hình chiếu của nó là BH. Lập tức em tìm BH. Vậy đầu tiên thì BC được cho tôi. Đầu tiên các em ghi vô áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông ABC. Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh vuông. Tới lớp 9 rồi các em nha. Các em làm nhanh lên chút xíu, bỏ bình phương luôn, lấy căn luôn. 6 bình cộng 8 bình bằng căn 100, mang ngoài bằng 10 cho tôi. Thấy chưa? Có BC 10 đó các em. À, có BC 10 nè. Rồi 10 cm, giờ yêu cầu tính BH nha. Câu B. Muốn tính được BH dùng hệ thức lượng trong đa vuông, định lý 1, bình phương cạnh đa vuông bằng tích cạnh huyền với hình chiếu nó là BH này. Vậy thì các em ghi vô. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC nha. Tôi sẽ trình bày trên này hai các em nha. Bình phương cạnh đáy vuông có nghĩa là 6 bình phương bằng tích cạnh huyền, huyền là mấy em, là 10, với hình chiếu của nó là BH. Vậy từ đây các em suy ra BH mà nhân 10 các em chuyển qua chia 10 các em nha. 36 chia 10 thì được 3.6 cm, tìm được BH. Tương tự HC thì HC nó là CH đó. CH cũng có thể tính bằng cách này luôn, bình phương cạnh vuông bằng tích cạnh huyền với hình chiếu của nó. Nhưng tôi muốn các em làm cách khác, tôi lấy BC trừ đi BH. BH có rồi mà, đúng không? Lấy BC trừ đi BH, lấy 10 trừ đi 3.6 nó dễ hơn, bằng 6.4 cm. À, đây 3.6 nha, ở đây 6 phải mấy từ tính AH nè, tính AH nè. Ở đây rất nhiều cách tính luôn nè. Định lý 2 được luôn, định lý 3 được luôn, định lý 4 được luôn, có 5 cách luôn nè. Định lý 2, bình phương đường cao ứng với cạnh huyền đúng không, bằng tích hình chiếu. Tích chiều cao ứng với cạnh huyền nè. Đó, tích chiều cao với cạnh huyền này, ứng với cạnh huyền bằng tích hai cạnh đáy vuông. Cách thứ hai, nghịch đạo bình phương đường cao bằng tổng nghịch đạo bình phương các cạnh đáy vuông. Cách thứ ba, 3.66 dùng Pythagore tìm AH. Cách thứ bốn, có 6.4 có 8 dùng Pythagore em vuông này tìm AH. Năm cách gì? Nhưng mà cứ em cứ chọn cách nào mà dễ nhất cho mình, mình biết làm mình làm thôi nha. Vậy thì tôi dùng định lý hai, AH bình phương. Bình phương đường cao bằng tích thay hình chiếu có nghĩa là bằng ứng với cạnh huyền đấy nha các em. BH nhân CH, các em lấy 3.6 nhân cho 6.4. Em bỏ bình phương đi các em. Em lấy căn lên. Lấy 3.6 nhân cho 6.4 luôn. 0.6.
0,6 với 0,8 sau ta 48 4,8 cm. Nha. Anh chọn cái nào được? Một là chọn cái này à. Tôi thích đồng chọn cho một trong hai cách này này là êm ạ. Cách hai này em, tích chiều cao. Ứng với cạnh huyền. Là 10 đấy em. Bằng tích hai cận vuông 6 x 8. Hiểu không? Đó vậy số này. 48. 48 chia 10 bằng 4,8. Tôi nhìn thấy có một số em làm định lý 4, được không? Được. Không sao hết, biết sao đúng là số là ok. Nha. Xong câu B là phải không? Xong câu A chứ. Đúng không? Giờ mới câu A nha các em. Giờ đến câu B nè em. Bắt tính góc, nhớ đến cho tôi. Sin cos hoặc là gì? Tan. Đấy. Thôi, muốn tìm góc B tìm sin lấy đối trên huyền nè. Được không? Có nhiều em không biết rằng giờ em không đáp vuông lớn, em đáp vuông nhỏ là tìm sin lấy đối này, đối này, hát huyền là 6 này cũng được nè. Không? Còn nó áp dụng hệ tác lượng vuông lớn kìa. Rồi sin B bằng đối là 8, chia huyền là 10. Rồi suy ra góc B bằng, các em dùng máy tính bấm đi. Dùng máy tính nào bấm? Nhớ bấm shift nha, thiếu chữ shift là ra số 0 á. Bấm shift sin 8 phần 10. 53 độ 7 phút 48 mấy giây á, nó tròn đến phút nha. Vậy là 53 độ 8 phút. Có góc B. Thì tương tự góc C và rất đơn giản em, góc B và góc C là hai góc phụ nhau. Hai góc cộng lại 90. Đấy 90 trừ đi 53 độ 8 phút kia. Thì bằng 30 mấy em? 36 độ. Đúng không? 52 phút. Đúng chưa? À, câu C nha các em. À, kể AD là phân giác các em. Vậy thì 40, 90 độ là các em chia ra là 45 độ là các em. AD là phân giác đây. À, phân giác này góc này bằng góc này. Mà em khi em để ý dùm tôi nha. Khi em vẽ phân giác của một góc á, thì các em phải nhớ nè. Nhớ đến một cái tính chất trong chương trình lớp mấy em. Lớp 8 kịp kỳ 2 mình học. Phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng, tỷ lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng đó. Hai cạnh kề và hai đoạn thẳng đó. Nha. Đó. Vậy thì tôi sẽ tìm nghĩ cái đây yêu cầu tính BD, DC, rồi tính luôn cả AD trước. Tôi tìm BD trước đi. Nha. Vậy thì các em coi trình bày. Tôi sẽ trình bày cho các em hai cách nha. Câu này câu C. Tôi sẽ áp dụng tính chất phân giác. Đó, muốn tính chất phân giác. Nha. Trong tam giác ABC. Tia phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng là BD trên DC. Ta có BD trên DC. Tỷ lệ là chia thôi. Hai cạnh kề của hai đoạn thẳng đó là BD kề với AB. DC kề với AC. Nào lấy 6 chia 8. Rút gọn đi các em. Rút gọn cho 2 đi. 3 phần 4. Nha. Rồi tới đây các em coi cuốn sách. Tôi sẽ hướng dẫn cho các em hai cách. Một cách làm theo chương trình của lớp 7. Một cách làm theo kiểu lớp 8 quy đồng. Nha. Tập thứ nhất. Coi được trình bày ha. Em mà chưa hiểu thì để ý nhìn bản chút xíu. Rồi. Rồi tôi nghĩ là các em làm cách lớp 7 thì nó dễ hơn. Nhưng mà hầu hết các em quên rồi. Nha. Nhưng mà tôi nhắc lại cố gắng nhớ. Nè. Tôi sẽ chuyển DC lên, tôi kéo 3 xuống. Có nghĩa là BD trên 3 bằng DC trên 4. À, chia chuyển lên là nhân, nhân 3 chuyển qua này chia 3. Sau đó tôi dùng tính chất giấy tỉ số bằng nhau, tôi lấy BD cộng DC. Giới là 3 cộng 4. Đây là cách thứ nhất nha. Này em nhìn nè, BD mà cộng DC thì ra BC. Mà BC bằng 10 chia 7. Vậy xuống nha. BD trên 3 bằng 10 phần 7. Suy ra BD bằng 10 phần 7 nhân 3. Vậy là 30 phần 7 cm đã tìm được BD. DC tương tự với nó. DC trên 4 bằng 10 phần 7. Suy ra DC bằng nhân chéo lên luôn nha, 10 nhân 4 là 40 phần 7. Cách thứ nhất.
cách hai nè em, coi làm cách hai, cách hai thì chẳng có chuyện gì hết, để vậy luôn này. Cách hai tôi làm từ đó nha, tôi viết BD lại, nhưng mà để hai ẩn sao làm được, em thấy DC không, thế độ dài DC không, DC DC bằng 10 trừ BD đúng không, muốn đến DC thì lấy độ dài 10 nè, độ dài BC nè trừ đi BD, tôi lấy 10 trừ BD bằng 3/4. Em nào không muốn giải toán thì bấm ship show. Là đây là chữ gì? Em hiểu ý rồi không? Đó, hoa ra mình giải quy đồng khử mẫu nào rồi. Chiếu chiếu. Chiếu lên nha. Vậy thì tôi tương đương này, tôi làm quy đồng này cho em là 4BD. Nhân chéo lên, nhân chéo lên 10 nhân 3 là 30. 3 nhân âm BD biến thành trừ 3BD. Rồi, tương đương chuyển ra trừ chuyển qua cộng là 7BD bằng 30, viết lại nha. Vậy tương đương BD bằng 30/7 cm. Có BD rồi thì DC thôi, DC thì lấy 10 trừ đi BD nè, đấy 30/7, quy đồng lên thôi, 70 mà trừ 30 thì bằng 40/7. Em hiểu ý tôi nói không? Hai cặp. Vậy thì giờ người ta yêu cầu nha, tính thêm cả AD nữa các em nha. AD là khúc này này, thì sự rất là đơn giản em, tính khúc từ đây này này, em muốn tính khúc này em tìm ra AH hôm nay có rồi đúng không, 4.8 đúng không, giờ muốn tìm AD em chỉ cần tìm được HD thôi, thấy à, em dùng Pythagore tìm được AD không, đúng chưa? Muốn tìm HD rất đơn giản, lấy BD trừ đi BH, nó lòi ra HD. BD có chưa? BH có chưa? Lòi ra BD, có HD chứ, tìm được HD. Có AH dùng Pythagore tìm gì? AD. Xong rồi. Hiểu vấn đề nói không? Vậy đầu tiên tìm HD là chưa? Nha. Vậy thì các em ở đây BD nãy mới vừa tìm ra BD bằng bao nhiêu em? BD bằng 30/7 nha, tôi để vẫn 30/7 đây nha. Đó, để tôi sử dụng. Rồi, tôi làm ý tiếp theo cho các em nha. Rồi. Giờ tôi làm ý tiếp theo nè. HD bằng BD trừ đi BH. Là BD nè, 30/7 trừ đi 3.6 các em. Nha. Các em dùng máy tính em bấm luôn. Đáp số của nó để phân số các em. 24/35. Tại vì ra số phần chung kỳ giải nắm không thôi, lấy tròn nó phần thứ 3 cũng được. Rồi có HD rồi, thì ra AD thôi. Tới đây mình áp dụng định lý Pythagore. Trong tam giác vuông tên là AHD. Vậy thì bình phương cạnh góc vuông là AD đó các em, bằng bình phương cạnh huyền trước em. AD là cạnh huyền đúng không? Bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh góc vuông, có nghĩa là bằng 4.8 bình nha. Cộng cho bao nhiêu em? HD là 24/35 tất cả bình lên. Dùng máy tính bấm luôn. Bỏ bình phương lấy căn luôn nha các em. 4.848 đơn vị nào cm này các em. Rồi các em quan sát nè, sau này người ta có thể nói như vậy các em. Tính diện tích tam giác hàng. Tính được không? Diện tích tam giác vuông đơn giản có 2/2 tích hai cạnh góc vuông. AH có rồi, HD mình tính được nè, thấy không? HD là nó có thể tính được diện tích tam giác này luôn. Đó. Và có thể tính được tất cả các diện tích trong đây luôn, có thể diện tích ADC rồi ABD là có chiều cao nè, đáy đây có nè, đúng không? Tam giác bên này nè, tam giác bên này nè, đó thì bằng chiều cao là đáy từ đây là DC nè, hiểu vấn đề đó? Đó có thể nói rộng một đề một chút xíu nha các em. Quan sát đến câu tiếp theo nha, đề cho nè, cho tam giác ABC, không nói vuông nghe em, có ba cạnh AB bằng 5, AC bằng 12, BC bằng 13, vậy yêu cầu của A chứng minh nó vuông. Tam giác mà có ba cạnh mà yêu cầu chứng minh vuông, chắc anh các em dùng định lý Pythagore nào nha các em. Đó, tại vì em nhớ là trong tam giác vuông bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương các cạnh vuông đúng không,
Đó, vậy thì ngược lại dùng định lý Pythagore đảo. Vậy em chỉ cần lấy bình phương cạnh lớn nhất thôi, bằng tổng bình phương các cạnh còn lại, thì tam giác đó là tam giác vuông nha. Chưa cần vẽ vội hình luôn, em có thể làm trực tiếp được luôn nha. Ở đây câu A. Vậy thì mình trình bày nè. Ta có, em lấy cạnh lớn nhất trong đề này chính là cạnh huề đó các em, nhưng mà mình chưa chứng minh vuông thì không được nói là huề. Lấy cạnh lớn nhất lên là BC đó các em. 13 bình lên, em tính ra được 169. Còn hai cạnh lại bình lên, AB bình cộng AC bình lên là lấy 5 bình cộng 12 bình là 144 cộng 25 thì bằng 169, đúng không? Đó, 169. Vậy từ đây suy ra bình phương cạnh lớn nhất đây bằng tổng bình phương các cạnh còn lại đây. Đó, kết luận. Vậy tam giác ABC vuông tại đâu em? Nhìn đâu là biết liền nào. Vuông tại đâu? Đây chính là cạnh lớn nhất này, đóng vai trò ngầm viết là cạnh huyền này. Chắc ăn thiếu chữ A. Vuông tại đâu? A. Ok. Rồi, giờ mình vẽ tam giác vuông ngay nha. Nó vuông tại A mà. Vẽ ra. ABC. Đường cao AH luôn nha các em. Rồi đây là 5 nè, 12 nè, 13 nè. Rồi người ta yêu cầu sau này á, đề người ta có thể không có thể, người ta có thể tính, người ta có thể cho câu dài này. Vậy em hãy hiểu ngầm là từ những cái độ dài thẳng đây thì em có thể tính được tất cả các cạnh BHCH tính đã AH thông qua hệ thức lượng trong vuông rồi hết nha. Vậy thì ở đây các em quan sát đến câu B ha. Câu B người ta yêu cầu tính BH, HC đúng không? Và AH, tính ba cạnh này luôn. Được không? Dùng ngay định lý một các em, bình phương cạnh đâu vuông bằng tích cạnh huyền là 13 này, em chiếu nó là BH này. Đúng chưa? Vậy thì em trình bày cho này, áp dụng nha các em. Hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC. Bình phương cạnh nó vuông. Đó là 5 bình phương á, hay là em ghi AB bình cũng được nha. 5 bình phương cạnh nó vuông mà tích cạnh huyền là 13 nè. Nhân hình chiếu của nó là BH nè. Làm vậy luôn cho mau nha em nha. Vậy suy ra BH bằng 25 phần 3/13 cm. Và CH các em có thể tính như vậy được luôn. Bình phương cạnh nó vuông là 12 nè, mà tích cạnh huyền là 13 nè, hình chiếu của nó là CH nè. Đúng không? Rồi, vậy tôi không làm cái đó mà tôi sẽ làm cái khác HC. Tôi lấy BC này, tôi lấy độ dài này nè, trừ đi BH, tôi sẽ tìm được HC nha. Vậy HC thì bằng BC trừ đi BH thì bằng 13 trừ đi BH mới tính đấy các em, là 25 phần 13. Quy đồng lên em, 13 x 13 là 169 trừ 25 đấy các em. Vậy thì đáp số bằng 144 phần 13 cm. Có đầy đủ rồi đúng không? Giờ yêu cầu tính AH đúng không? AH nè. Em dùng định lý 2 cũng được. Bình phương đường cao này ứng với cạnh huyền thì bằng tích thay hình chiếu, hoặc dùng định lý 3 cũng được, định lý 4 cũng được luôn. Nhưng mà giờ tôi sẽ dùng định lý 3 nha. Tích chiều cao ứng với cạnh huyền nè, đó với cạnh huyền nè bằng tích hai cạnh áo vuông bằng AB nhân 2C. Cái mình thay vô thôi. AB, BC bằng 13 nè, AB bằng 5 nhân 12. Vậy AH bằng nhân lại ngày 0, 60 phần 13. Để phân số luôn cho em nha. Rồi, tìm được AH. Rồi, câu tiếp theo. Câu C. Kẻ BD. Ở bên đây là phân giác nè, kéo này có góc bên phân giác thì hai góc này phải bằng nhau nha các em. Đó, phân giác thì hai góc này bằng nhau này. Đó, kẻ BD là phân giác của bạn, D thuộc AC, cái cạnh này 12 nha các em. Giờ yêu cầu tính cạnh này, cạnh này dễ nghe
đọc đến phần giác thì nhớ đến tính chất phần giác nha. Rồi các bài này giờ tôi sẽ hướng dẫn một cách thôi chứ không dẫn hai, dẫn hai cách cho em nha. Rồi giờ tôi muốn tìm được AD và DC này nha, dùng tính chất phân giác. Phân giác của một góc chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng, đoạn này trên đoạn này thì lệ với hai cạnh kề của hai đoạn thẳng đó, AD kề với cạnh này, DC kề với cạnh gì? BC nha. Áp dụng tính chất phân giác. Câu này là câu C nha. Áp dụng tính chất phân giác trong tam giác ABC nha. Phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng này, AD trên DC, AD kề với cạnh AB nha, DC kề với cạnh BC, DC nha kề cạnh với BC nha, DC BC nó khác nhau. Thay vào em 5/13. Sau đó mình sẽ làm cái cách mà lớp 7 các em nha. Giờ không làm cái cách quy đồng nữa, cách quy đồng cũng dài lắm. Chuyển này lên chuyển xuống, nhớ chuyển lên nha, lôi lên kéo xuống này, chia chuyển lên là nhân, nhân chuyển qua này chia này. Đó, mình lôi lên mình kéo nó xuống cho nó không. Sau đó mình dùng tính chất giải chỉ số lớp 7 mấy em, lớp 7 học kỳ 1 các em. Trên cộng thì dưới cộng này được mà AD cộng DC này em, AD cộng DC ra 12. Phần 2000 cộng này bằng mười mấy em? 18. Đúng không? Vậy xuống hàng AD. AD 95 bằng 12/18 nè. Bằng này bằng này. Vậy suy ra AD bằng nhân chéo lên nè. 52 đúng không? Vậy là 60/18. Cái này là nãy mình rút gọn này nè. À, rút gọn này cho nó bé này đi, rút gọn cho 2 đi, còn mấy em cho 2 còn 6, rút gọn cho 2 à, này rút gọn cho mấy được em, cho 6 được luôn nè, đúng không, 6 cho nó khỏe đi nha, cho 6 đi, còn 2 cho 6 thì còn 3, 2/3 cho nó số nó bé này tí, 2/3 rồi nhân chéo lên 10/3 rồi tiếp tục. DC trên 13 cũng bằng 2/3 luôn. Vậy suy ra DC bằng nhân chéo lên 26/3. Sang đi các em. Bài tiếp theo nha. Cho tam giác ABC vuông A có AB bằng 15, AC bằng 20. Đầu tiên câu A giải tam giác vuông. Giải tam giác vuông là tìm tất cả các cạnh mà các học chưa biết. Nhớ nha các em. Câu B tính độ dài đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác ABC nha. Đầu tiên các em vẽ tam giác vuông nằm ra cho tôi. Vẽ vuông nằm ra. Vẽ tam giác vuông này à. ABC. AB bằng 15. AC bằng 20. Giải tam giác vuông này. Giải tam giác vuông có nghĩa là gì? Là phải tìm tất cả các cạnh ở các góc, cạnh BC chưa biết, góc B chưa biết và góc gì em? C chưa biết. Phải tìm ra. Mà tìm BC dễ không? Quá dễ. Định lý Pythagoras. Làm cho các em. Áp dụng định lý Pythagoras. Trong tam giác vuông ABC. Bình phương căn huyền, tôi bỏ bình phương luôn, lấy căn này luôn. Lấy 15 bình cộng 20 bình là 225 cộng cho 400 là 625, căn 625 ra ngoài bằng 25. Làm liên thuộc luôn cho em. 15 20 25. Nào. Tìm được BC rồi. Giờ tính góc gì? B và góc C. Mà nhớ nè, muốn tìm góc thì phải dùng sin hoặc cos hoặc chúng ta ra liền. Bài này dùng sin, dùng cos chúng ta đều ra hết. Sin B thì bằng đối trên huyền. Còn không thích là cos kề trên huyền. Không thích nữa, tan đối trên huyền. Đừng cô tan nha. Cô tan bấm tím phím nó phức tạp hơn thì đừng dùng cô tan nha. Đó. Vậy thì tiếp tục tôi sẽ tìm được góc B ha.
tôi sẽ áp dụng hệ thức lượng. Trong tam giác vuông ABC. Ok. Tôi sẽ tính ra này. Sin B. Sin thì bằng đối là 20. Chưa huyền, huyền là 25. Có thể rút gọn hoặc đề phần cũng được, chẳng sao các em. Nếu rút gọn cho 5 đi còn 4 này, 4/5. Rồi suy ra góc B nha, bằng nha. Có nhiều anh em á, bấm máy tính ra thì bằng độ đây luôn là sai bét. Làm gì sin B bằng độ được. Em phải suy ra hoặc xuống hàng ghi góc B bằng. Nhập vô máy tính. Bấm phím Shift Sin. Bấm 4/5 vô. Kỹ thuật bấm máy tính nó dễ hết rồi đúng không? Đó, trong bài học nó đó rồi. Bấm Shift Sin 4/5 ra. Các em được độ, làm tròn đến độ luôn nha các em nha. 53 độ 7 phút 48 giây. Thì lấy tròn là 53 độ 7 phút là dưới 30 rồi, 7 phút dưới 30 rồi, lấy tròn là 53 độ luôn. Có góc B tìm góc C các em. Lấy 90 độ trừ đi cho nó mau. Trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Đúng không? Đó, lấy 90 độ trừ đi góc B. À, 90 độ trừ đi 53 độ. Đúng không? Thì còn 37 độ. Ok. Câu B các em nha. Kẻ đường cao AH các em. Cái vẽ đường cao xuống nào. Phân giác AD. Đường phân giác AD. Phân giác này hai góc bằng nhau này. Giờ cái bài này là câu này câu B đúng không? Người ta yêu cầu là tính nè. Tính cái gì? Tính độ dài đường cao AH và phân giác AD. AH chấm hỏi và AD chấm hỏi. Các em tự tính nha. Rồi giờ tôi tìm AH cho các em coi ha. Em muốn tìm AH đó có rất nhiều cách để tính ha. Nhưng mà tôi sẽ chọn cái cách này cho các em dễ nào. Em dùng định lý 3 cho tôi. À, tích chiều cao với cạnh huyền ứng với cạnh huyền bằng tích hai cạnh vuông. Hoặc em dùng định lý 4 cũng được. Nghịch đạo bình phương đường cao bằng tổng nghịch đạo bình phương các cạnh vuông cũng được nha. Còn đây tôi sẽ dùng định lý 3 nha. Tôi ghi nè. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABC nha. Vậy thì ở đây tích chiều cao với cạnh huyền, với cạnh huyền nào, ứng với cạnh huyền nào, cạnh huyền đâu, cạnh huyền chính là BC là 25 bằng tích hai cạnh vuông là mấy 15 nhân 20 phải số hàng AH bằng lấy 15 nhân 20 này rồi chia cho 25 là chích 5 là còn 3 này, chích 5 còn 4 là đáp số bằng 12 cm. Tôi rút gọn nhau luôn nha. Tìm AH được 12. Đó. Nhưng mà cái bài này cái mấu chốt nè, yêu cầu tính AD cơ. Em muốn tính được AD thì em phải tìm được AH, mà AH có rồi là 12 này. Và em phải tìm được HD. Có nghĩa đồ đen chỗ này lên này. Nha. Xóa cái này đi. Em có HD, có AH, dùng video là lập tức tìm AD. Mà muốn tìm được HD, em nhìn lên bảng các em. Em muốn tìm được HD thì em phải tự động em phải tìm được BD. Sau đó em trừ đi BH mới tìm được HD. Em hiểu không? Đó, lấy BD trừ BH mới ra HD. Có HD có AH dùng Pythagore mới tìm ra được AD. Vậy thì bài phải tìm cái gì? Tìm BD. Và tìm gì? BH. Muốn tìm BD phải dùng tính chất phân giác. Ở hai bài tập trước tôi vừa mới luyện. Tìm BH định lý 1 là ra rồi. Đúng không? Đó. Vậy thì các em coi được trình bày ha. Này cũng còn khá dài để xóa trên này luôn ha. Rồi. Câu này là em mới vừa tìm AH ra 12 rồi đúng không? Ghi lên đây trên này ha. Câu B là tôi viết gọn áp số AH bằng 12 trên đây ha các em. Giờ muốn tìm được AD thì tôi phải tìm được BD. Vậy thì tôi sẽ áp dụng tính chất phân giác nha. Tính chất phân giác trong tam giác ABC nha. Rồi BD trên DC, tia phân giác của góc chia cả đối diện thành hai đoạn thẳng là BD trên DC này. Tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn thẳng đó, BD kề với số 15
biết số luôn nha. DC kề với cạnh AC mà AC bằng 20. Rút gọn cho 5 đi các em. Rút gọn cho 5 thì còn 3, rút gọn cho 5 thì còn 4. Vậy từ đây suy ra BD trên D, kéo 3 xuống, kéo DC lên. BD trên 3 bằng DC trên 4 bằng sau đó lấy BD cộng DC giới là 3 cộng 4 BD cộng DC. BD mà cộng DC chính là cái cạnh huyền mới tính đó nghe, là BC đó. Vậy bằng 25 chia 7. Vậy xuống hàng tôi sẽ tìm được BD. BD bằng mấy em? Vậy tôi sẽ làm nhanh nha các em nha. BD trên 3 bằng 25/7. Vậy chia 3 tôi chuyển lên là nhân 3, lấy 25/7 tôi nhân cho 3. Vậy thì bằng 75/7. Sẽ tìm BD đó. Bài này không yêu cầu định DC, khỏi tính nha em. Tại vì tôi cần giải quyết là BD đó em. Rồi, có BD rồi, giờ tôi phải tìm là BH nha. Tôi áp dụng hệ thức lượng cho mang vuông á nha. Áp dụng hệ thức lượng cho vuông á, tôi sẽ tìm được gì em? Áp dụng hệ thức lượng. Trong đám giác vuông tên là ABC. Bình phương cạnh áp vuông là 15 bình phương. Nào, rất nhiều cách tính không em? Đây đây, dùng Pythagore cũng BH cũng ra này. À, tan bằng đối chi kề cũng ra, cốt bằng kề trên huyền cũng ra. Rất nhiều cách để xử lý. Rồi, nhưng mà tôi sẽ làm cái này thôi. Bình phương cạnh áp vuông là 15 bình phương bằng tích cạnh huyền là bằng 25 nhân hình chiếu của nó. Hình chiếu của nó là BH. Vậy suy ra BH bằng nhân chuyển qua này chia này, 15 tắt ra bằng 5 nhân 5 nhân 3 nhân 3 vậy bằng 9. Đúng không? Chuyển qua 9 cm. Rồi BH bằng 9 thôi. Tôi sẽ tìm được HD. HD lấy BD trừ đi BH. Kem lấy 75 phần 7 em trừ đi 9 ra. Rồi bằng 12/7. Rồi có HD này em. Có HD, có AH, dùng Pythagore tìm AD. Đúng không? Rồi, mình áp dụng định lý Pythagore cho mô vuông nha. Tên là AHD. Hoặc sau em làm nhanh cũng được. Tại sao là bỏ bình phương, tôi bỏ bình phương thôi nha. Tôi lấy cạnh lên luôn nha em. Bằng AH bình cộng HD bình. Bỏ bình phương lấy cạnh luôn. Thay số vào các em. 12 bình cộng 12/7 bình. Đóng ngoặc này nha. Đáp số bằng 12,12. Nằm tròn đến số đáp án thứ hai nha. 12,12 cm. Ở đây là các em có thể không sao, cái đáp số cuối cùng là 12,12 đúng không? Ok, thêm chị mời bạn. Nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha. Like, share để cho tôi có động lực làm video tiếp theo cho các em xem nha.